Đây là cái đường mà vô làng Cù Lần và cái thôn Cô Đơn anh em. Hả? Nãy giờ không thấy đường quẹo. Để khỏi đường thôi. Kìa kìa, khỏi đường người dân bắn nước á. Đường mới thì đẹp. Dạ, cái đường này người ta cũng hay chạy xe máy vô đúng không chị? Dạ, rồi em cảm ơn, em thử sức, cảm ơn chị nha. Ngon. Ngon. Tới nơi rồi. Chị ấy bảo là con đường này rất là nguy hiểm. Người ta chạy cũng nhiều và té cũng nhiều thì chắc đây là cái con đường mà các anh em chạy xe máy được hay vào nè. Không biết tới đoạn trên nó như thế nào chứ nhìn thấy nó không bằng Linh Quy Pháp Ấn lắm. Họ ra kêu bà update lại nha, chỉ đường cho đúng rồi chứ. Vậy mùa nắng cái đi cái này thì còn đỡ nha. Mùa mưa là thôi ta chạy ra đây ta té rồi ta chở cùng lúm chứ. Chạy trên đá đi cho nó có bám. Ở bên kia còn con đường nó còn phẳng hơn kìa. Exeter mà cứ tưởng là GS 1002 hả? Đã vậy. Yên tâm. Trust me. Chậm chậm quay phim đi ba ơi. Tụi nó chạy nhanh quá rồi sao mình quay. Chạy sao nó ôm cua rồi? Sợ ôm cua quá. Sợ ôm không cua. Khoan, Vĩnh ơi, Vĩnh xe nha. Để quay lại cái đoạn đường mình đã qua rồi. Xin chào mấy bạn. Quá trời. Rồi, ok, tiếp. Đâu? Ê! Đã vậy? Mày nói gì? Cái dốc phê á. Lên phút. Đi đón mảnh. Cầm xe mình hấp quá. Gọi lụm ơi, lụm ơi. Gọi lụm ơi. Xuống tiếp phải không? Cố lên. Cố lên.
Anh em sao? Tay chân sao? Trời ơi, cái dốc này hơi khó đi á. Dẫn đi anh em, dẫn xe xuống luôn đi. Rồi, chị Phụng, nhờ chị Phụng cầm cái cặp xuống dưới Đăng đi, cho hai cô này tiếp xe được rồi. Khá ghê. Nà ní. Tắt máy hả luôn mày? Ừ. Anh tắt máy nè, dẫn từ từ xuống. Ngon. Quay bây giờ luôn hả? Đất này khá trơn, đúng rồi. Hả? Tiếp ổng đi. Chuyện gì ai mà kỳ vậy? Trải nghiệm vừa lớn. Tao có quay hết rồi. Cứ muối chân kìa. Cháo kìa. Anh em mình cháo nè. Hồ là tới anh đó nè. Đang quay nãy giờ nè. Không, anh vô đá, cho đá nó giữ anh lại. Vô đá nè Bun ơi. Vô đá với cỏ nè. Ừ thôi sao làm sao. Cố lên. Dì dìa, cố lên. Dịnh. Qua đây nè, vô đây nè. Tại chiếc winner nó cao quá. Come on. Come on. Không sao, xuống tắm. Ô má, kêu con cỏ chạy vậy không chạy cũng đi nét nữa à. Lì phải không? Lì ô. Này như nè. Giữ dằn, rip bánh. Mình kết hợp hai thắng. Búp. Rip bánh. Mình còn đi thẳng nữa hả? Dịnh xe bên A Lao khỏi anh của Bun. Anh cứ gài số 1 cho nó giữ lại hết. Đây là phải là có khúc cua chở nó mới ghê. What the hell? Ôi trời ơi, nó cho nó hết rồi luôn. Thôi nó chạy đi, họ xuống dưới nói. Đừng làm anh suy nghĩ phân tâm. Anh chạy ra cỏ nè. Ủa, đi hướng nào? Giới quá trời. Ô Đăng ơi. Đây Đăng ơi. Ok. Anh em ơi, cái cây ở dưới kìa. Thật sự á, là cái việc mà đi cây hông cô đơn á, tới cây hông á, chỉ là một cái đích đến thôi. Cái vui là cái vui đoạn, những cái đoạn vừa qua á. Mới té đó là vui đó. Khoan, cái này sao? Anh cưới này. Tại sao mình bên đây mà cái không bên kia? Đi bộ quá kìa. Đồng quá, hai cây lông hả? Hay mình lấy cái bụi cây cô đơn không? Chết đi bụi cây cô đơn. Cái kiểu này là về trung tâm luôn chứ không có ma gừng được nữa rồi. Mà họ chơi ông ma gừng đêm. Gọi đò hả? Đốt. Chờ mình đi qua hướng này. Chậm thôi để quay phim. Cỡ này xuống nè Phúc. Cà phê đó.
cái đường gì vậy? Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Kéo lên trên nha. Khoan, để anh kéo. Đẩy nha, đẩy nha. Đẩy nha. Đẩy nha. Chưa thấy. Rồi, bỏng cái bàn lên. Lấy bàn. Lên. Ok. Lên, ra trước đi cô. Hả? Còn đâu nữa? Đi. Đây. Tới anh đúng không? Tới tao, ok. Lên phút. Vui vậy. Sao mình đi đường này? Ở đây có đường chạy nè. Ừ. Hả? Ừ. Cái này là đi đâu ta? Trên. Thôi cái này tắt máy dẫn đi. Đường phía trên, đường phía trên. Lên. Đẩy lên. Đẩy lên. Đẩy. Đẩy. Khoan. Cuối cùng các bạn đã có 14 chiếc xe đường đò. Đấy nè, 1, 2, 3.